Rồi, thì ở trong video trước của chúng ta, chúng ta đã gọi là uh, Cài đặt được cái thằng Create React App rồi Thông qua cái thằng NPM đấy Thì cũng đã chạy được rồi đấy, Thì trong video này của chúng ta thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cái Các cái folder của chúng ta ở trong cái cấu trúc của cái dự án mà liên quan đến thằng React này nhé Rồi, thì chúng ta vẫn nói đến là muốn mà làm chủ được cái gì đấy thì chúng ta phải hiểu nó đã, đúng không? Đấy, thì cái bước đầu tiên để mà hiểu được cái thằng React này thì phải hiểu được cái cấu trúc của nó để mà làm việc nó như thế nào thì nó còn biết. Thì đây mình sẽ quay trở lại về cái thằng uh, Commander của mình nhá Thì đây là cái thằng uh, mà server đang chạy đây, các bạn nhìn thấy đây. Đấy, thì ở đây mình sẽ sử dụng đấy là mình sẽ mở thêm một cái console nữa thì đây là một trong những lợi thế mà mình làm việc với thằng CMD mà mình khuyên mọi người làm việc với nó đấy là tốt nhất là các bạn này, cho mình cho mình cái thằng này và các bạn kiểm tra ls này các bạn cd vào trong cái react ở à, trong video trước của mình là mình uh, son text đúng không? Thế mình phải truy cập vào trong này và trong thằng này xong ấy thì mình sẽ làm công việc đấy là mình uh, mở bằng Supply Tech. thì các bạn mở bất cứ thằng nào cũng được nhá nhưng ở đây thì mình làm việc với thằng sub và mình quen rồi nên là mình không muốn chuyển có bất cứ một editor nào cả rồi mình tắt đi này mình uh, uh, không phải bên này không phải bên này nhầm nhầm đây nó ở màn hình bên này cơ thì đây các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta chúng ta sẽ có hai bằng này cái folder thì đây chính là cái thư mục của nó đây thì thư mục này của chúng ta chúng ta thấy rằng chúng ta có cái file mà chúng ta quan tâm này đó là file package.json cái file này của chúng ta thì nó chính là cái file để mà cho các bạn làm cái việc đó là quản lý được xem là trong cái 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 project chúng ta chúng ta sẽ thử dụng những cái package bên ngoài nào ví dụ như đây này ờ, các bạn nhớ lại là code pen của chúng ta chúng ta sẽ có react uh, react và react dom đúng không thì giờ mình sẽ có thêm react script để mình làm việc với thằng webpack nữa đấy. rồi thì cái thứ nào nữa là chúng ta có cái các cái script thì script này của chúng ta chính là cái vừa rồi mình nói video trước đấy đấy là uh, npm start thì nó sẽ chạy được câu lệnh này npm build thì nó chạy ra cái này đấy. hay là npm test thì nó ra câu lệnh này đấy, để nó chạy được thế thôi thế nữa là đây là các cái browser hỗ trợ thì đây nó có ghi ở đây đây đấy, thế nên là các bạn có thể là adlin thì đấy là extend react app tức nghĩa là nó sẽ adlin là một cái config gọi là một cái cấu cấu trúc viết chuẩn của chúng ta đấy thì các bạn có thể cái này mình sẽ nói sau về cái việc adlin này nhá rồi thì phần package xong này phần git non này thì không phải của thằng react mà là của thằng git, cứ là khi các bạn upload cái này lên git ấy, thì nó sẽ bỏ qua các cái folder nào đấy Hoặc các file đấy mà các bạn đã còn viết sẵn ở trong này, thế thôi. À, trong node module, node module là toàn bộ tất cả những cái gói mà hỗ trợ để chúng ta thể chạy được. thì đây các bạn sẽ thấy là các cái gói điển hình ví dụ như là babel đúng không? hay là ví dụ react xuống phần r thì có đấy nhưng thôi, cái vấn này này thì node module thường trái chú ý cỡ rồi chúng ta quan tâm nhiều nhất là public và src thì ở đây chúng ta có public, public thì chúng ta có index này xem là chúng ta sẽ có những gì chúng ta sẽ paste ở đây nhá thường thì chúng ta không quan tâm nhiều đến cái phần index này nữa sau này chúng ta sẽ nói sau tại sao lại thế rồi đóng public lại bây giờ chúng ta quan tâm src, thì src này chúng ta chúng ta sẽ có những cái ví dụ như index này, index này chúng ta chính là set up các cái các cái packet mà chúng ta lấy được từ cái thằng packet.json ấy, đây này ví dụ mình import thằng react vào mình import thằng react dom vào đấy, hay là import css hay app vào thì giờ mình kiểm tra cái thằng component đó. thì như mình đã nói là cái thằng react hay là bất cứ một framework nào bên js mà phí ui ví dụ như view hay là angular nó đều quản lý thông qua component thì thằng app này chúng ta là một component thì giờ mình sẽ thử vào thằng app này thằng app này chúng ta thì đây đây chính là một component đây thì bạn thấy là cái cấu trúc nó giống chưa đấy, nó giống với cái hôm cái cái vừa rồi mà mình mà mình làm ở trong thằng code pen chưa đấy giống chưa Đấy, chúng ta tạo ra một cái thay vì vừa rồi mình là function thì đây nó chỉ là class thôi <laughs> chứ nó không có gì cả chứ cần việc mà làm ra nào thì dễ quá còn đây chính là cái nội dung mà chúng ta muốn render đây chính là cái dữ kiện hàng đấy như mình đã nói thì đây chúng ta chỉ cần là xóa thằng header đi thôi mình bỏ thằng header đi ví dụ mình không muốn này vào mình mà mình viết một cái dòng chữ đấy ví dụ như h1 ở đây mình chưa có cái react thì mình sẽ cắt luôn này Uh, install package uh, mình sẽ chọn là React thì đây các bạn sẽ có React template React.js thì mình sẽ chọn React.js và bạn cài đặt thêm cho mình cái gói React template nữa React đây React con bên uh, đây React template đấy thì cái thằng này của nó thì nó sử dụng cái cú pháp của cái thằng babel thế nên là các bạn sẽ cài thêm cho mình cái babel nữa nhé như mình đã nói ở trước ấy, đấy là chúng ta phải cần cái đấy nữa thế nào đây mình sẽ phải cài đặt thêm cái Babel Ok và cái thằng này của mình thì giờ mình sẽ chuyển qua cái thằng có tên là Babel Đâu rồi? Babel chạy nó mất rồi Đây Chọn nó ra ra suite Babel Đấy là nó sẽ hiển thị ra cho các bạn đúng không? Bây giờ mình H1 mình tab uh mình phải còn fix lại trong kia thôi mình cứ viết này nhưng nó đã có màu chúng ta được là mừng lắm rồi thì chúng ta viết h1 để chúng ta phân biệt giữa các cái cặp thẻ đây mà với nhau ấy, kiểu thế rồi thì đây mình sẽ ví dụ như là hello my first app với react được chưa? rồi mình cho nét lại rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài trình duyệt mình xem lại quay trở lại đấy thì nó sẽ ra một cái dòng chữ là hello my first app with react đúng không đấy rồi kiểm tra tiếp Thì ở đây chúng ta có một cái file là app.cds Thì app.cds nó chính là cái file cds cho cái thằng app.js này thôi nhá Thì ví dụ ở đây mình Đây này có thuộc tính text line đó không? Ví dụ bây giờ mình sẽ chuyển nó thành write đi Thằng app logo những cái thằng này nó không cần đúng không? Thế nó bỏ qua đi Đấy mình cần trộn S ạ Rồi Đấy thì anh thấy là nó chạy sang bên phải rồi này Thấy không? Đấy thì đấy là cái thằng Đấy là tác dụng của thằng app chấm cds là nó viết cds thôi chứ có gì đâu À, thôi bây giờ để lại là center nhìn cho đẹp rồi còn app test.js thì nó là một cái nó là cái thằng gọi là để tạo ra một cái tiền deep để test thôi mà cái đấy thì không quan trọng lắm đấy, logo về SVG không có gì nhỉ thế thôi như vậy là chúng ta xong nhá chúng ta service về worker này của chúng ta thì chúng ta cấu hình các cái uh, gọi là server của chúng ta đây ví dụ lâu có hot này các bạn có thể cấu hình lại cái uh, phần cổng của các bạn ví dụ như ở đâu mình sẽ còn tiên thoại này đây cái chỗ phần trên này đây thì bạn nhớ đây các bạn có cái phần đấy là local host này các bạn thấy không đấy, thì bạn để cấu hình lại cái đấy còn không thối nhá không gì cả đấy. rồi trong video này chúng ta chúng ta sẽ dừng ở đây thôi video sau của chúng ta chúng ta mới thực sự là bước vào thằng react này của chúng ta trên video này của chúng ta thì mình giới thiệu về cái folder thì thực từ, từ chất thì folder này thì nếu mà bạn nào mà đã làm quen nhiều rồi thì các bạn thấy là nó dễ nhưng đối với mới bạn mới bắt đầu thì thật sự là cái folder này sẽ có nhiều cái mới thì mình sẽ vì vậy mình phải làm một video để chúng ta tìm hiểu về nó được chưa nhỉ đó thì ở trong video sau của chúng ta chúng ta tiếp tục còn video mình dừng đấy thôi nhá bye bye người